được phát sóng độc quyền trên Youku. Ngoại hình của Đàm Tùng Vận đẹp tuyệt vời. kể từ khi lưu xoay tua 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 của Tension kết thúc phát sóng, có cảm giác như không còn phim truyền hình nào tiếp theo nữa. Điều duy nhất tôi mong chờ có lẽ là bộ phim mới của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận có khuôn mặt baby và rất được khán giả yêu thích. Ngay cả khi đóng vai nữ chính thứ nhất, cô cũng có thể dễ dàng vượt qua nữ chính thứ nhất tuy vóc dáng tương đối thấp nhưng cô lại có khả năng diễn xuất tốt và rất dễ thương nên được khán giả rất yêu thích. Và bộ phim mới của cô sắp ra mắt khán giả và bạn bè, cô cũng đã xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ để tạo nên một làn sóng quảng bá. Bộ phim, truyền hình, Đàm Tùng Vận đã chính thức công bố dàn diễn viên chính. Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính Di Nha Hinh, cô là con gái của gia đình Di cô yêu thích nghề nhuộm lụa từ khi còn nhỏ và đã thể hiện tài năng phi thường. Khi lớn lên, cô dũng cảm nhận trách nhiệm bảo vệ những người thợ thủ công và cùng nhân vật nam. Chính Yang Trinh lần đối mặt với nhiều thử thách khác nhau. Cheng Ye Cheng đóng vai Yang Trinh lần, con trai của gia đình Kinh Jin, người hợp tác với Ji Inya để chiến đấu chống lại thế lực của Nan Giao. Ngoài ra, Trinh trao vào vai Sung Phân, một doanh nhân phức tạp anh chàng này vẫn là một nhân vật phản diện trong vở kịch giống như trước đây thoạt nhìn là một nhân vật siêu nham hiểm poster chính thức cho thấy đàm tùng vận đóng vai nữ chính độc đáo làm nổi bật vị trí cốt lõi của cô trong vở kịch tên của trân Nghê khần và trinh trao xuất hiện trên cùng một dòng nhưng thông qua nỗ lực của hãng phim một khoảng cách đã được thêm vào giữa tên của họ để phản ánh danh tính nam chính của trình nghiệp thành nhưng tôi nghĩ động thái này rất không cần thiết và nó sẽ tạo ấn tượng rằng ở đây không có bạc có vẻ như nhân vật nam chính không phải là nhân vật nam chính duy nhất sự sắp xếp này đã gây ra một số cuộc thảo luận giữa khán giả nhưng nhìn chung tôi vẫn rất mong chờ bộ phim này nam chính trịnh nghiệp thành cũng có cảm tình rất tốt với đàm tùng vận cho rằng cô ấy là một cô gái rất nghiêm túc và chăm chỉ Kiểu đánh giá khách quan này vẫn rất quan trọng, thứ hạng thực ra không quan trọng lắm nhưng nó phải mang lại cho mọi người sự tôn trọng cơ bản nhất. Ekip không chỉ tung ra những tấm áp phích đẹp mắt mà còn đăng ảnh các diễn viên mang danh hiệu nhân vật tương ứng của họ trên mạng xã hội, tăng thêm tính tương tác và vui nhộn. Đàm Tùng Vận được biết đến với cái tên Ji -hinh, người thừa kế của gia đình Subrocket, Cheng Ye trở thành Yang Trinh Lần, quan chức zin duy nhất của thuộc cẩm nhân gia và Trinh Trao là ông chủ mờ ám của gia đình Su Brocket, Thịnh Phong Trạch. Ba người đã tương tác chặt chẽ với người hâm mộ theo cách này và nhận được nhiều lời khen ngợi. Cách trang điểm và ngoại hình của đàm tùng vận lần này thực sự rất đẹp, không chỉ giống nữ chính mà cô ấy còn rất chú trọng đến cách trang điểm và ngoại hình lần này người ta nói rằng nó có vẻ giống phong cách của thời nhà đường. Có khá nhà hợp phong cách theo phong cách nhà đường trong năm nay, điều này cũng đúng với vẻ đẹp dân tộc và sự trẻ trung của Dương Tử. Đừng quên còn có bức màn ngọc trai và bức màn ngọc bích của Triệu Lộ Tư. Những bộ phim có nhân vật nữ chính này cũng được đánh giá rất cao. Trang phục và ngoại hình của nam nhân vật chính trị nghiệp thành của chúng ta cũng rất tinh, tế hai người này hoàn toàn có trong lòng tôi. Đạo diễn sẽ chọn người, nếu không có tranh cãi về dàn diễn viên thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng người bình thường sẽ không quan tâm đến điều này. Đàm Tùng Vận có lẽ đã ghét Trang Huawei đến chết kể từ khi anh gặp tai nạn, cô cũng đã bị đâm khi đang nằm. Khi Trang Huawei xảy ra chuyện, Ban đầu mọi người đều nghĩ đó chỉ là vấn đề cá nhân, nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng tư cách diễn viên và ngôi sao của anh sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Tai nạn của một diễn viên đã ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, bạn diễn của anh ấy cũng không may mắn. Đàm Tùng Vận bị kéo xuống vực sâu vô cớ, cô ấy cũng mất đi một bộ phim đình đám. Người ta nói rằng bộ phim, thuộc cầm nhân ra, có tiềm, năng lớn, dàn diễn viên tốt. Nhân vật chính Đàm Tùng vẫn cũng có tiềm năng. Tuy nhiên, sau khi Trang Hao Wei đóng vai phụ trao Siêu Duen, bộ phim gặp khó khăn. Bộ phim ban đầu dự kiến phát sóng vào tháng 8, nhưng do tai nạn của một diễn viên, Đàm Tùng vẫn chỉ còn hai bộ phim để dựa vào để duy trì sự nổi tiếng, nhưng hiện tại đã bị ảnh hưởng có người hỏi có biện pháp khắc phục hay không cách an toàn và đáng tin cậy nhất là biên tập nhưng nếu trương hậu vi là vai phụ quan trọng thì sau khi biên tập có thể sẽ khó phát sóng.